Dạ anh ơi, em tới lấy hàng ship á. Em ship qua địa chỉ này giúp anh nha. Dạ. Mình ký nhận giùm em nha. Thôi, anh không ký đâu. Kế bên đây à, em chạy một cái vèo là tới. Tiền ship của em nè. Dạ anh ơi, nhưng mà... Thôi, anh có việc rồi, anh đi nha. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Đúng rồi mà ta. Thuê bao quý khách. Chào em đang vận chuyển cái gì vậy? Em đang đi ship cái cục hàng cho khách đó mà. Đưa tôi kiểm tra.